Chị Thanh Huy biết không, gia đình là tế bào của xã hội. Chính vì thế, việc chăm sóc cho những thành viên trong gia đình thì được các bà, các mẹ rất là quan tâm, và đặc biệt là những thành viên nhỏ tuổi nhất trong gia đình, phải không chị Thanh Huy? À, để con yêu có thể phát triển khỏe mạnh, một chế độ chăm sóc đầy đủ dưỡng chất là điều cần thiết. Và sữa được xem là một thức uống dinh dưỡng giúp cho con bạn có thể phát triển thông minh, lanh lợi, tăng trưởng cân nặng và chiều cao. Và hiện nay thì trên thị trường có bán rất là nhiều loại sữa khác nhau, và bên cạnh đó thì còn có hàng giả và hàng kém chất lượng. Vậy như thế nào để chúng ta có thể biết được đâu là những sản phẩm sữa không đảm bảo chất lượng và công dụng của từng loại sữa? Xin mời quý vị và các bạn sẽ cùng gặp gỡ với biên tập viên Hà Yến qua đoạn phóng sự ngắn sau đây. Xin kính chào tất cả quý vị đang theo dõi chương trình Bình Minh Cao Nguyên. Thưa quý vị, như quý vị cũng đã biết thì ngày nay nhu cầu sức khỏe ngày càng lên cao. Chính vì thế mà có rất nhiều loại sữa với nhiều thương hiệu khác nhau xuất hiện trên thị trường. Mỗi loại sữa lại có nhiều chức năng. Chính vì thế mà đã khiến cho người tiêu dùng rất băn khoăn về công dụng cũng như là giá cả của loại mặt hàng này. Và ngay sau đây thì Hải Yến hãy cùng quý vị hãy cùng tham gia và tham khảo thị trường giá sữa tại cửa hàng sữa Như Thúy ngay sau đây. Theo thông tin mà chị Doãn Thị Như Thúy, chủ cửa hàng phân phối sữa Như Thúy tại 105 đường 3 tháng 2, phường 1, thành phố Đà Lạt cung cấp, giá sữa loại 900g tại các hãng như sau. Hãng sữa Vinamilk, Dialac Mama dành cho bà mẹ đang mang thai và cho con bú, giá 185.000 đồng. Sữa Dialac Alpha Gold dành cho trẻ từ 2 đến 4 tuổi, giá 225.000 đồng. Sữa Suprivan dành cho người lớn tuổi, giá 400.000 đồng. Đối với hãng sữa Abbott, sữa dành cho mẹ đang mang thai Similac Mom IQ, giá 410.000 đồng. Sữa dành cho sự phát triển trí não, tăng cường sức đề kháng và phát triển toàn diện trong độ tuổi từ 6 đến 12 tháng, Similac Gen, giá 555.000 đồng. Sữa Similac Gen IQ dành cho trẻ từ 1 đến 3 tuổi, giá 400.000 đồng. Sữa Ensu loại nước, giá 180.000 đồng, một lốc 6 hợp. Đối với hãng sữa Friso, Friso Mom Gold dành cho phụ nữ mang thai và cho con bú, giá 380.000 đồng. Sữa Friso Gold Pedia dành cho trẻ từ 1 đến 3 tuổi, giá 390.000 đồng. Chào chị Thúy, hãy ý biết là trên thị trường hiện nay thì xuất hiện rất nhiều loại sữa giả và nhái thương hiệu. Vậy không biết là chị Thúy có thông tin nào để cung cấp đến người tiêu dùng để giúp cho họ phân biệt được là sữa thật giả trên thị trường không chị? Vừa rồi bên công ty 3A cũng có cho biết là sữa giả trên thị trường cũng có. Thì sau đó bên công ty A4 nó ra một cái sản phẩm để phân biệt sữa Ensu. Thì tất cả sữa Ensu của công ty A4 nó đều có một dòng chữ đỏ, và đằng sau lưng của bên A4 đều có những cái tem dán phụ. Và khi tất cả khách hàng mua thì ở dưới cái logo nó đều có một cái mã code của bên công ty. Và khi cái mã code này thì họ có thể tra trên phần website, nó sẽ ra cái thành phẩm của bên công ty 3. Còn đối với sữa bột thì sao hả chị? Cũng có sữa bột thì ở dưới lon sữa để em phân biệt sữa thiệt sữa giả là tất cả sữa nhập khẩu đều có cái mã code. Và cái mã code này để người ta phân biệt được từng cái lô hàng của họ. Khi họ sản xuất ra, lỡ cái lô hàng họ có một cái vấn đề gì thì họ sẽ tìm từ cái mã code của cái lon sữa. Vâng, xin cảm ơn những chia sẻ của chị Thúy. Hy vọng với những thông tin vừa rồi sẽ giúp cho quý vị cập nhật được thông tin về công dụng cũng như là giá cả của các loại sữa trên thị trường. Và quý vị lưu ý hãy quan tâm đến hàng sử dụng của các loại sữa, và đặc biệt là lựa chọn địa điểm mua sữa uy tín để tránh phải mua hàng giả, hàng nhái trên thị trường, và để bảo vệ sức khỏe cho bản thân cũng như cho gia đình của bạn. Còn bây giờ thì mời quý vị hãy cùng trở lại chương trình với Minh Thư và Nguyên.